đợi em chút nha. Đi chơi thôi mà chứ không phải đi lên hình đâu mà tính make up nhiều vậy. Không phải, trời khổ ghê, dạo này nè em đi quay nhiều quá, mặt nổi mụn á, hồi trước á là bị vết thâm thôi, bây giờ như nó muốn sẹo rỗ luôn rồi đó. Giờ mà mấy cái kem che khuyết điểm của em hồi trước nó nhẹ quá che không có nổi. Chị không hay bữa nay nè, mình đi mua đồ á, xong cái chị nhín thêm thời gian đi, chị dắt em qua mấy cái chỗ mà chị hay mua mỹ phẩm á, chị tư vấn giúp em đi, có cái loại che khuyết điểm nào mà che nắp luôn mấy cái sẹo rõ luôn. Nguyên cái thùng như vậy mà cũng không đủ cho em lấp lên luôn hả? Em lấy ra em miết ra tay cái chỗ nào mà nó lõm em miết nó vô, giống như mình chắc hồ đó. Không chắc không được đâu. Mà bây giờ em hỏi chị biết hỏi ai? À, em là MC các chương trình toàn là các bác sĩ thẩm mỹ rồi tư vấn viên rồi các trung tâm thẩm mỹ quá trời, tại sao không hỏi họ mà đi hỏi chị để làm cái gì? Hang là vì mới bị cho nên là chị nghĩ là bây giờ làm sao mà trang điểm cho nó che thôi chứ quên mất cái vụ là phải sao không sao điều trị. Thật ra chị cũng có vài cái nốt rỗ nè. Trời ơi, có một nốt nhỏ xíu vậy hả? Nhưng con gái ai cũng mà ngảo mà. Vậy hả? Trời ơi, chị làm em xấu hổ quá, giờ quá chừng trên mặt rồi nè. Rồi vậy là bây giờ bữa nay là chị có nguyên ngày cho em đúng không? Vậy là chị em mình tranh thủ ha, qua gặp bác sĩ xong cái mình đi shopping ra. Dạ, yeah, đi. Giới thiệu với chị Lan Phương, đây chính là bác sĩ Lê Thị Kim, bác sĩ chuyên khoa da liễu đến từ Thẩm mỹ viện Hoàng Anh. Và giới thiệu với bác sĩ, đây là diễn viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng với anh Thơ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Lan Phương. Chào anh Thơ. Quen các bác sĩ da liễu cũng nhiều, nhưng mà đúng là cái thời gian mà mình đi làm nhiều quá đâm ra nên là cũng có thời gian để mà tìm đến với các bác sĩ, đi nhờ các bác sĩ hỗ trợ ngay từ những cái bước đầu tiên khi mà bắt đầu mà những cái nốt mụn nó lên á. Đâm ra tới giờ là mụn đi mà sẹo để lại rồi bác sĩ ơi. Hình như là nó hơi lõm xuống đúng không? Dạ. Ôi buồn có phải là vì là tình trạng của Thơ là gọi là sẹo lõm, có những người là khi mà có cái gì đó là nó luôn luôn nó bị lồi ra đúng không ạ? Không phải là bị cái cơ địa bị sẹo lòi hay sẹo lõm. Bị sẹo lòi là cái cơ địa khi mình bị sang chấn gì đó thì mình bị sẹo lòi, còn bị sẹo lõm sao bị mụn hoặc bị thủy đậu là đây là sẹo lõm. Nhưng mà em thì đúng là bị thủy đậu thì nó để lại sẹo lõm, nhưng mà em bị mụn thì nó lại không để lại sẹo. Cái điều này em cũng đang thắc mắc là tại sao Thơ thì có sẹo. Đây ngày xưa em là trắng em đầy mụn, nhưng mà sau đó thì em bây giờ là gần như là không có thấy. Đúng rồi đó, sẹo em không có thấy một cái dấu vết nào. Hồi đó em rất nhiều. Người ta cứ hay đùa là vậy thì hoài không bao giờ hết mà. Ôi này bắt con quá bác sĩ ơi. Sao em bị lâu bị một vài nốt thôi mà cái nốt nào xẹp rồi là để lại một cái vết thẹo. Tại sao vậy? Đúng rồi, không phải ai bị mụn cũng phải để lại sẹo. Nếu mà mình không có nặng hoặc là mình không có rạch, không có gì á thì nó sẽ không để lại sẹo. Dạ. Hóa ra là vậy, hồi đó là Vân gần như không bao giờ rạch hay là nặng. Vậy có nghĩa là cái quá trình mà khi mà cái nốt mụn nó hình thành, mà nếu như mình tìm tới các bác sĩ để được các bác sĩ xử lý ngay từ khi mà nó mới hình thành thôi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới việc là nó có hình thành sẹo về sau hay không, đúng không ạ? Đúng rồi, khi mà bị mụn á, thì nên đến một cái bác sĩ da liễu. Thứ nhất là nó giúp cho cái da nó phục hồi lại nhanh hơn, nó không để lại sẹo, không để lại vết thâm. Và một cái nữa là khi mà đến bác sĩ, người ta sẽ khám, người ta sẽ cho thuốc uống hoặc người ta hướng dẫn cụ thể, thì nó tránh cái tình trạng kháng thuốc sau này. Cái vấn đề mà em rất là thường hay gặp mỗi khi mà xong cái nốt mụn á, là đầu tiên mà nhẹ nhẹ là bị thâm. Em bị cái nốt thâm mà sao mụn rất là lâu luôn á bác sĩ. Thì nếu mà cái mụn mà để lại vết thâm nhiều á là do lúc bị mụn á là mình hay lấy cái tay mình cậy cái mụn nó đi hoặc là mình đi nắng nhiều thì nó để lại vết thâm. Đối với cái trường hợp vết thâm thì xử lý dễ hơn, có nghĩa là mình có thể thoa thuốc, có thể kết hợp đi với cái điện di vitamin, đưa cái nhất là vitamin C vào nó sẽ sáng da, hoặc là mình peel để làm trẻ quá cái da nó sẽ sáng hơn, nó mờ nhanh hơn những cái vết thâm. Nhưng mà thường bác sĩ nói là peel á là chỉ có đến bác sĩ thì mới có thể làm được thôi. Đúng hay rồi. Là đi ra ngoài cũng có ạ? Không, peel á là phải có một cái người có kỹ thuật peel, tại vì tùy theo cái độ peel nông hay sâu. Hiện nay các người ta kết hợp peel là vào nhiều việc lắm, peel để trẻ hóa da, peel trong sạm nám, peel trong mụn, thì tùy cái làn da mà người ta sẽ sử dụng cái thuốc peel như thế nào. Thứ hai á là tùy theo cái độ nặng như thế nào người ta sẽ là peel nông hay là peel sâu, cho nên bắt buộc cái đó là phải có một cái bác sĩ
biết về những cái thuốc hóa chất, biết về cái phân tích da. Ngoài cái chuyện thâm á, em nghĩ là thâm thì dù sao mình bôi thuốc mình có cách che khuyết điểm, ví dụ trang điểm thì nó cũng che được, nhưng mà những cái vết mà nó hơi lõm chút như vậy hoặc là em cũng có từ hồi mà bị thủy đậu á thì làm sao để cho nó đầy ra lại mình đường lại. Cái sẹo mụn á thì hiện nay nó có nhiều phương pháp điều trị sẹo lắm, tùy theo cái kỹ thuật. Thứ nhất là mình có thể là siêu mài mòn để mài cái da chết đó đi, đồng thời kích thích cái collagen nó tái tạo lại cái sẹo nó đầy đi. Hay là lăng kim, thì mục đích của lăng kim là không phải là đưa dưỡng chất, mà mục đích của lăng kim là kích thích cái tế bào nó sản xuất ra cái collagen và elastin, thì nó sẽ làm đầy cái sẹo mụn. Rồi thứ ba nữa là mình có thể là laser. Laser thì ngày xưa người ta sẽ sử dụng công nghệ laser CO2 cũ, thì thường á là nó sẽ hay bị cái tình trạng là sạm da sau viêm, có nghĩa là sau khi người ta điều trị thì nó sạm da. Thứ hai là mình điều trị chăm sóc nó rất là cực, sau này càng ngày càng tiến bộ hơn thì người ta sẽ có thể là người ta sẽ tiêm cái chất làm đầy cái chỗ đó. Nhưng mà đối với những cái sẹo mà nhỏ nhỏ li ti thì nó không có hiệu quả, tại vì cái thời gian khi mà tiêm cái chất làm đầy thì nó kéo dài khoảng từ 8 tháng đến 1 năm là phải tiêm lại. Bây giờ người ta sẽ có cái công nghệ mới là cái công nghệ functional CO2. Functional CO2 nó là một cái công nghệ CO2, nhưng mà cái người ta chế tạo một cái công nghệ mới, nó sẽ bắn từng điểm li ti rất nhỏ lên da thì nó sẽ ít cái tổn thương bề mặt da hơn. Thứ hai là nó sẽ kích thích được cái lớp da nó đồng đều hơn. Nghỉ dưỡng thì mình sẽ ngắn hơn, chăm sóc sau làm laser thì nó cũng dễ dàng hơn. Và nếu mà làm laser functional CO2 thì bắt buộc các bạn phải làm nhiều lần, có nghĩa là làm khoảng từ 6 đến 8 lần thì nó sẽ hiệu quả. Đối với Hoàng Anh, nó đã nhập một cái công cụ cà da sâu chuyên biệt đối với sẹo mụn, thì chỉ làm một lần thôi. Nó giống như là laser CO2 thì bạn sẽ bắn qua, nhưng mà cái tiêu dưới da, còn đối với cái cà da sâu chuyên biệt thì người ta chỉ làm bề mặt nông trên da thôi, thì nó không có tác động sâu, nó không có gây là sạm nám sau này, và nó đồng bộ da nữa, thì cái đó là rất là dễ chịu. Thứ hai là khi mà mình cà da như vậy là nó sẽ làm được trẻ hóa da nữa, và mình chăm sóc cũng dễ dàng hơn, khách hàng người ta cũng thuận tiện hơn, người ta không phải là phải đi lại nhiều lần. Dạ đúng rồi, thực ra nghe nói mà cái gì mà làm một lần thôi thì có lẽ là cũng nhiều người thở phào á, tại vì đỡ cái công đi tới đi lui. Dạ nhưng thưa bác sĩ, thường cái gì mà làm một lần á thì cái mức độ tổn thương nó cũng nhiều lắm, đặc biệt là đối với lại sẹo lõm, thì đối với cái công nghệ này thì như thế nào ạ? Đối với cái công nghệ mà cà da riêng đối với Hoàng Anh thì mình khi mà mình cà da thì nó bắt buộc nó phải tái tạo lại làn da, là mình phải chăm sóc cực trong vòng một tuần đó, giống như là mình phải giữ khô, không cho ướt nước, kết hợp uống thuốc. Sau một tuần nó bong ra thì bác sĩ sẽ cho thuốc để thoa, để cho nó mịn lại, nó khỏe lại bình thường. Thì nó sẽ cực cái lúc đó thôi, có nghĩa là mình cực trong khoảng thời gian khoảng 10 ngày đó thôi, nhưng mà sau đó thì mình bình thường. Dạ, vậy là sau 10 ngày đó là chúng ta có thể quay trở lại với công việc hay là sinh hoạt bình thường? Đúng rồi, sinh hoạt bình thường. Hạnh phúc thì da mình đã trở lại bình thường, đã đẹp lại. Dạ, nhưng mà thường á thì với cái kinh nghiệm mà đã từng làm cho bệnh nhân, cho khách hàng của mình á, bác sĩ thấy là cái hiệu quả nó đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm, cải thiện được bao nhiêu phần trăm cái vết sẹo lõm đó ạ? Cái hiệu quả đạt được á, tại vì khi mình tư vấn khách á, là mình có thể nói là khách làm hai lần, nhưng mà đối với Hoàng Anh là mình thấy là mình làm một lần là khách đã hài lòng rồi, kết quả khoảng 80% rồi. Bác sĩ ơi, nhắc tới cái chuyện mà cái bề mặt da nó hơi lõm xuống thì em đột nhiên em nhớ tới cái có rất là nhiều người bị cái lỗ chân lông to á, đặc biệt là khi mà người ta lớn hơn rồi, nhiều khi cái tuổi càng cao thì cái lỗ chân lông lại càng bự. Mới nhìn thoáng qua cũng giống như là những cái vách lõm li ti thì dùng cái phương pháp đó thì có cải thiện được cái đó không ạ? Để em về em nói cho mẹ biết. Không, tại vì cái sẹo mụn á là nó tổn thương sâu, còn đối với những cái người mà bị cái lỗ chân lông to do cơ địa hoặc là do da nhờn hoặc là do mình lớn tuổi thì mình không cần áp dụng tới cái công nghệ đó. Mình chỉ cần có thể là mình peel trẻ hóa da, siêu mài mòn, có thể lăng kim làm trẻ hóa da, đó là nó cũng đã đáp ứng được rồi. Dạ, vậy là liên quan đến vấn đề mà điều trị sẹo lõm là vậy, là sẹo mụn á, thì anh Thơ để ý thấy có hai cái công nghệ mà mới nhất mà bác sĩ vừa mới cung cấp, một là cà da sâu đúng không ạ? Thì nó chỉ cần làm một lần thôi,
nhưng mà có thể là chúng ta cần khoảng 10 ngày để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên đối với một số người chẳng hạn như Thơ hay chị Lan Phương đi, rất là muốn cải thiện tình hình của mình nhưng không thể nào thu xếp được tới 10 ngày để mà nghỉ dưỡng hết, thì anh Thơ lại để ý đến cái công nghệ là dùng fractional CO2. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu về công nghệ này có được không ạ? Đối với những người mà không có thời gian nghỉ dưỡng thì mình sẽ dùng những cái công nghệ giống như fractional CO2. Thì khi mình bắn fractional CO2 thì khoảng chừng 3 ngày sau thì nó bong những cái mảng da ở trên bề mặt. Thì đối với những cái công nghệ mà mình làm cho những người không nghỉ dưỡng thì phải làm nhiều lần, khoảng sực tháo đến 8 lần. Và hiện nay có cái công nghệ mới nữa là người ta sẽ là dùng cái kim bắn vào những cái sẹo mụn đó. Mục đích bắn nó cũng giống như là lăng kim. Lăng kim là thường là mình sẽ không có điều tay, thì cái máy trị trị sẹo mụn bằng bắn cái phát tia kim đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Là mình bắn mình sẽ canh được cái độ sâu, độ nông nó đồng đều hơn. Thì sau khi làm thì cái da mình nó sẽ đỏ ửng rát, thì khoảng chừng 1 đến 2 ngày sau là cái da về lại bình thường. Và không có để lại mài, không có bị lột da. Đúng rồi, không để lại mài, không để lột da. Ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình để giải đáp những cái thắc mắc của anh Thơ, của chị Lan Phương cũng như là của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và bên cạnh đó thì cũng cập nhật thêm cho chương trình rất là nhiều những cái công nghệ mới hiện nay. Hôm nay thì em có rất là nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm để chia sẻ cho rất là nhiều bạn khá xung quanh trong nghề hay là ngoài nghề, cũng rất là nhiều cái trường hợp tình trạng giống như là em với lại Thơ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhân đây thì mình cũng mong là đối với các bạn nào mà bị mụn á, thì nên đi tái khám và điều trị theo bác sĩ để tránh cái trường hợp kháng thuốc. Đối với những người sẹo mụn thì cũng nên yên tâm, thì hiện nay cũng có rất là nhiều cái công nghệ điều trị sẹo mụn rất là hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là tất cả những thông tin, những kiến thức mà bác sĩ Lê Thị Kim vừa mới cung cấp cho chúng ta sẽ giúp cho quý vị cảm thấy yên tâm hơn là hiện nay tất cả những vấn đề về da đều có thể cải thiện được. Và chương trình Hôm Nay Ta Đẹp cũng sẽ luôn cố gắng để giúp cho quý vị có cơ hội được trải nghiệm những phương pháp, những công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất hiện nay với một khoản chi phí hợp lý. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2015, thẩm mỹ viện Hoàng Anh sẽ hỗ trợ cho quý vị đến 50% trên tổng chi phí điều trị và chăm sóc da, quý vị đừng quên nhé. Và bên cạnh đó thì thẩm mỹ viện Hoàng Anh cũng sẽ có thêm chương trình ưu đãi đến 10% cho tất cả các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì quý vị có thể truy cập vào trang web là hômnaytadẹp.com hoặc là liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Hoàng Anh, địa chỉ là 759 Lê Hồng Phong Nối Dài, phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi vào hotline 0909 055 678.